đau không? Hôm nay là cái ngày hắc đạo hay sao ấy nhở? Sáng ngày ra thì bách bùng, đến homestay thì homestay hỏng điện, hai phải di chuyển. Trời lại còn mưa nữa, tụt mút. Chỗ này là quá tốt rồi, muốn cái gì nữa? Sao không nhân? Anh Lâm. Xem đi chợ mà không đợi anh đi cùng. Thôi rồi, cô đem cái này ra ngoài kia chuẩn bị trước đi. Tôi đem thuốc lên cho Nhân. Vâng. Đấy giúp em một tay nhá. Bách. Anh Bách. Dậy. Sao anh lại ở đây? Hả? Mới tới hả? Sao lại ở đây ta? Sao anh lại ở đây? Em đang hỏi anh đấy. Tại sao anh lại ở đây? Thì anh cũng đang tự hỏi mình nè. Sao anh lại ở đây? Em có biết không? Anh bảo em anh đi casting rồi mà. Nhớ rồi. Hồi sáng anh đang đi casting cái đi trên đường cái anh bị ấy nấy quá. Tại vì anh lỡ hẹn với tụi em mà anh không đi với tụi em là tụi em buồn. Anh mới bỏ casting. Anh gọi điện cho thằng Nhân, anh hỏi địa chỉ, anh lên đây mua vui cho tụi em vui nè. Ồ. Thế mới đáng mặt anh cả. Lâu lắm rồi anh mới ăn BBQ ở ngoài trời như thế này đấy. Rồi. Em thì chưa bao giờ được tham gia một bữa tiệc nào như thế này cả. Thế đi hôm nay ăn nhiều vào nhá. Đúng rồi. Ôi. Thơm ấy. Cái này được rồi này. Vâng, em sẽ để thêm một tí nữa. Có đồ ăn cho Nhân chưa mọi người? Để em mang đồ ăn lên cho Nhân nhá. Cho anh mang lên cho. Ê, từ từ đã. Nhiều thế này làm sao mà Nhân ăn hết được không? Nó đang bị bệnh mà. Phải bồi bổ cho nó chứ. Nó không ăn cứ nhét vô mỏ nữa là nó tự nó nhai à. Mọi người ơi, làm kiểu ảnh đi.